Sáng hôm nay cập nhật clip một bộ mẹ con cái siêu cọp nha anh chị, được ba bê mẹ siêu cọp nha anh chị. Đó thì con là con được ba bê. Được ba bê này tầm 2 tháng rưỡi tuổi anh chị. Thì dưới 3 tháng thì đổ lại. Mẹ thì bao mắt sữa, con thì pin lực. Chân là 4 ngón sò cùng đứng thẳng. Lưng thẳng đòn dài bao bú vỗ cẳng mẹ con bao tật lỗi cho anh chị luôn. Đó, được ba bê nha anh chị. Mẹ là siêu cọp. Đó. Mẹ thì bao ăn uống thùng cấp mình là thùng dạo nha anh chị, thùng to. Chiều cao thì tầm 1m3 anh chị ơi. Đó, khung tàn. Rất là hiền dạng. Bò thì bao ăn uống bao tật lỗi cho anh chị luôn. Nó bao lội lũ nghiêm chỉnh. Mẹ thì đã vô nhọc lại 2 mấy ngày là anh chị ơi. Đó, thì con gần 3 tháng thì đang thay lông sữa đó anh chị ơi. Mẹ là chân móng sò thùng gạo nha anh chị. Những dòng này đẻ con mát sữa, cũng đẻ 51 như bò xin nha anh chị. Đó thì anh chị gần xa thích cái bộ mẹ con này thì liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Đó, hàng này thì lâu lâu mới có anh chị. Đó. Thì anh chị gần xa thích cái bộ mẹ con thì liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Đó thì con thứ hai là con kem chữa, tơ chữa, chữa 3B tầm 6 tháng rưỡi đến 7 tháng nha anh chị. Đó, mông đùi to thùng lớn đang mẫu thùng dạo anh chị ơi, tơ chữa. Thì anh chị gần xa thích thì liên hệ số điện thoại em để trong hình. Giá là 29 triệu. Anh chị nào thấy giá cả hợp lý thì liên hệ số điện thoại em để trong hình, tặng nhất nha anh chị. Đó, quá trời cái mẫu thùng dạo thùng to anh chị ơi. Đó, bò thì bao ăn uống bao tật lỗi, bộ mẹ con cũng vậy. Đó thì anh chị nào có nhu cầu mua hết thì liên hệ để em ghép xe cho anh chị về nuôi phát triển kinh tế. Bò thì lưng thẳng đòn dài, mẹ thì mẫu thùng dạo quá to anh chị ơi. Ăn uống thì vô tư. Đó, con được bao bê quá pin quá lực anh chị ơi. Rồi anh chị có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Đó. Bộ mẹ con này thì bao tật lỗi cho anh chị. Đó, thì anh chị nào có bò thịt thì trao đổi bộ mẹ con, bò năng loại gì đó. Thì anh chị ở xa gần cứ mạnh dạn liên hệ. Thì anh chị ở xa gần tới muốn xem bò trực tiếp thì tới trại ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nha anh chị. Số điện thoại em để trong hình, số điện thoại là 0919924289, cũng Zalo luôn anh chị. Đó thì địa chỉ ở trại còn rất là nhiều bò giống anh chị ơi. Đó thì anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ.